Đây giới thiệu bà con mấy cái bộ dàn sới đẹp cực kỳ luôn. K700 xin biệt. Đẹp cực kỳ bà con ơi. Quá đẹp. K85 luôn. Đẹp cực kỳ bà con ơi. Nóc hát còn 7 màu luôn nè. Quá đẹp luôn. Xinh dần luôn. Quá đẹp. Đây, cái vết cam. Là màu cam đây xinh giữa. Dàn sới cực kỳ đẹp luôn, xinh dần luôn, máy thì trắng tươi luôn. K85. Đẹp cực kỳ. Quá đẹp bà con ơi. Đây ZK xin bìa đây. Màu cam xin bìa, đẹp cực kỳ luôn. Máy đẹp hết chỗ chê luôn. Quá đẹp bà con ơi. Đây, tới K707, KU707. K707 gu đẹp cực kỳ luôn. Con này nó hết chỗ chê rồi. Mới luôn. Quá đẹp. Đây quay nguyên đi đồ còn luôn rồi con. Đẹp quá trời đẹp. Đây, K808 xin bìa. Đây, K808 xin bìa đây. Còn đây, K808 xin giữa. Con nào có nhu cầu alo nha, 0886357. K808, K707, con này đẹp như trong thùng. Và con ơi, con này chưa xài luôn nè. Hầu như con này chưa xài luôn mà con ơi. Đẹp như trong thùng. Đây, K700, K85. Đẹp cực kỳ. Con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Quá đẹp. Con thích nào đó nha, con đầu tiên là con K85 K700 xin bà bìa. Thứ hai là K85 K700 xin giữa. Và là K85 K700 xin bìa. À, thứ ba tư là KU77 đẹp cực kỳ. K82 K808 bìa. Đây K808 giữa. Con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Mới anh. Rồi một con là có nhu cầu alo nha, 0886356707. Hàng khá đẹp không? Quá đẹp. Anh. Từng con một cho bà con coi nha. Con này quá đẹp luôn. Bô còn trắng tươi chứ còn ít xài nè.
lâu mới có về con này đẹp bà con ơi. Chung hàng nghĩa địa hồi xưa đó là chỉ có nhà nhập khẩu với cửa hàng âm cơ thôi, còn bây giờ hàng nghĩa địa nó qua nhiều trung gian quá, giá cả cò nam cò tây cò ta cò việt cái chút cháo chút cơm đó. Lúa tới tay bà con tiêu dùng rất là cao, hồi xưa là chỉ giờ trực tiếp từ nhà nhập khẩu đến cửa hàng âm cơ thôi, giá còn mềm, còn bây giờ qua nhiều cò tò bắt cò tây cò ta lum hết tới tay bà con tiêu dùng, giá nó rất là cao. Cò kiếm chút cơm, cò kiếm cháo, cò kiếm chút lúa, mắm, chất gạo, chất cà phê, đó là tới tay bà con rất là cao. Nên chú em nhập trực tiếp luôn, để tới tay bà con dùng giá nó đỡ hơn chút. Chú chó nhập trực tiếp, để tới tay bà con dùng giá nó cũng nhẹ hơn chút. Đẹp luôn coi. Ok luôn. Đó là những K700, rồi đây là con K7 nè. K7 nè, hầu như nó chưa xài luôn bà con ơi. Hầu như chưa xài một mới. Giúp đẹp rồi con ơi. Con có nhu cầu luôn là 0886356707. Bảy bộ. Đẹp. Rồi bà con có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Chào bà con nha.